Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 thì Xuân Đình đã tiếp tục giới thiệu đến các bác hai cái sản phẩm loa bãi rất là gấu. Dòng này thì các bác là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình tuyệt vời luôn. Kho nhà Xuân Đình thì rất là nhiều loa, nhưng sẽ quay chi tiết cho các bác từng cặp một để các bác có nhu cầu cũng như mua sắm thì các bác có thể nhìn thấy rõ về loa hơn, vì có khá là nhiều đầy đủ các loại loa model, tất cả đều là loa bãi Nhật hết các bác nhá. Có những cặp buổi trưa kịp khui thì trong video buổi trưa ngày hôm nay Xuân Đình sẽ giới thiệu cho các bác hai cái cặp loa đáng chơi trong cái tầm tiền nghe nhạc và hát karaoke gia đình rất là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay có hai cặp của hãng Victor, dòng này thì toàn bộ của nó là thùng gỗ thông. Đấy, nhìn nó cũng rất là đẹp, màu của nó màu vàng. Thì model của nó là Victor SX3 và SX3 5 mã, à là 2 5 mã. Đây có hai cặp. Cấu hình của loa thì rất là khủng, Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho bác luôn. Vì hai cặp này thì cũng vừa mới khui ra, vừa bóc ra thì nói chung là tổng quan về loa cũng như đã test về loa rồi thì những dòng này nó rất là lành. Thứ nhất là gân của nó là gân vải tẩm dầu màu đỏ này, ở bên ngoài nó có cái lưới sắt luôn này. Đấy. Một cái tép giấy cũng vậy, tép giấy rất là to, ở ngoài cũng có cái lưới sắt, nó bảo vệ luôn rồi, cho nên là không có cần cái ê căng ở bên ngoài nữa. Và có một cái tinh chỉnh. Hai cặp này hai model nhé. Cặp bên trên là SX3, cặp bên dưới là SX3 2 5 mã này. Thì Xuân Đình sẽ quay từng cặp một. Cấu hình của loa thì nó cũng như nhau, kích thước cũng như nhau, hình thức thì nó cũng như nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau là một cái là trơn và một cái là mắc đôi thôi. Và những cái dòng này đều là những dòng phiên bản sản xuất có giới hạn này. Đấy. Victor Comrade of Japan Limited LTD. Cặp Victor SX3 này thì cấu hình của loa là bát 25. Gân của nó là gân vải tẩm dầu màu đỏ, màng giấy, một tép đôm, có một tinh chỉnh ở chính giữa. Ở bên trên này, tinh chỉnh dài cao. Và những cái này thì củ loa nó rất là to. Thùng của nó thì kích thước rất là gọn gàng, nó có chiều cao là 52. Đấy, chiều ngang của loa là khoảng độ 35 36 và chiều sâu của nó khoảng độ 32. Góc cạnh của thùng thì còn khá là đẹp. Tất nhiên thì những cái sản phẩm này thì nó đều là đồ cũ, là hàng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới tinh, cho nên nó cũng có chảy sức theo năm tháng một chút. Thế cặp Victor SX 3 5 mã ở bên trên này thì Xuân Đình đang bán với mức giá SX3 chứ không phải là 3 5 mã, Victor SX3 thì có mức giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. Còn ở phía bên dưới là Victor SX3 2 5 mã thì có mức giá là 3 triệu 8. Thì dòng này thì nó đời nó cao hơn một chút, hình thức thì nó cũng giống nhau, đặc nhau, còn tất nhiên thì tùy các bác chơi, các bác lấy cặp nào cũng được. Đấy thì có mức giá, tại vì là cái mức giá này là cái mức giá mà Xuân Đình cũng nhập vào, nó cũng có chênh nhau thì Xuân Đình bán như vậy. Còn nếu như mà nó cùng giá thì Xuân Đình cũng bán là cùng giá, nhưng nó nhập vào nó chênh nhau một chút thì Xuân Đình bán cho các bác cũng như báo giá luôn. SX3 2 5 mã có mức giá là 3 triệu 8, còn SX3 trơn thì có mức giá là 3 triệu rưỡi. Hai cặp này các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình rất là tuyệt vời luôn. Và chất âm của dòng này thì cực kỳ là hay, rất dễ phối ghép với âm ly. Nếu như các bác chơi với những dòng âm ly Nhật thì phối ghép nó rất là tuyệt vời. Đây là phía đằng sau của thùng loa. Thì cái vỏ của cái dòng này thì nó thiết kế rất là chất này. Mặt cây, đít cây, mà cái gỗ nó rất là dày này. Đấy các bác nhìn thấy cái gỗ này, dày lên khoảng độ 10cm này. Đấy. Mà góc cạnh của thùng loa thì cũng rất là đẹp luôn. Tất nhiên nó vẫn có chảy xước như tổng quan, mà được những cặp loa góc cạnh như này thì cũng rất là ít. Cặp đây mình sẽ quay cái thông số của cặp loa. Cặp Victor SX3 này thì đây nó có một cái tắt bật sub bass này. Đấy. Chở kháng 8 ohm, công suất là 50W. Đây là công suất thật của loa, cho nên là nhiều khi các bác chưa chơi với loa bao giờ thì các bác nhìn thấy loa này cứ nghĩ là công suất nó bé quá, nhưng thực chất là không phải, mà đây là công suất thật của loa. À, những cái công suất này thì các bác chơi với diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông vẫn thoải mái luôn các bác nhé. Toàn bộ đều là dòng limited luôn. Con này thì công suất là 60W, SX3 2 5 mã. Áo cạnh của thùng loa thì đẹp keng sọp em. Đấy. Cái chất gỗ của dòng này thì nó làm rất giống so với những dòng loa AR mặt cây đít cây. Đấy, còn thùng nó là thùng gỗ thông.
B rất là nặng. Nghe nhạc và hát hò karaoke gia đình tuyệt vời luôn với hai cặp loa như này. Đặc biệt là cái mức giá nó rất là mềm, chưa đến 4 triệu một cái cặp loa bát 20 năm. Đấy. Các bác chơi mà nghe hai trong một thì quá tuyệt vời. Và như vậy là trong video buổi trưa ngày mùng 10 tháng 3 thì Xuân Đình giới thiệu ngắn gọn cho các bác hai cái cặp loa của hãng Victor. Dòng này thì cũng khá là ít về, cũng rất lâu rồi. Đấy, có model là SX3 và SX3 2 năm mã. Thì SX3 có mức giá là 3,5 triệu. Còn SX3 2 năm mã có mức giá là 3,8 triệu. Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại 0395727582 và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.